con dâu của Mio nấu cái món hủ tiếu bò kho nè quý vị. Mio xin chia sẻ cùng quý vị cái cách nấu hủ tiếu bò kho của nhà của Mio nha. Thịt bò này đó là được ướp hết rồi, ướp gia vị hết trước rồi để cho nó thấm. Xong rồi mình có thêm bò viên nè, để mình cho thêm vào. Ở đây mình có rau để chút xíu nữa mình cho lên. Sả thì để chút xíu nữa xào và nêm nếm. À, cái cách nêm nếm thì chút xíu quý vị xem video thì sẽ thấy nêm nếm như thế nào ha. Mình có hành lá nè, cà rốt nè, chanh ớt, rồi củ hành để chút xíu cho thêm vào nước lèo cho nó thơm. Mình có thơm để mình cho vô nước lèo để nó ra cái nước ngọt và thơm đó quý vị. Rồi khi mà thịt thấm rồi đó thì mình sẽ bắt đầu xào gia vị rồi cho vô để mà bắt đầu xào cho cái thịt nó săn lên. Bây giờ Mio xin mời quý vị cùng theo dõi nha. Bây giờ thì con gái của Mio bắt đầu xào sả cho nó thiệt thơm lên đó, để cho hòa cái nước lèo của mình nó thơm đó quý vị. Bây giờ thì sả bốc mùi thơm lên rồi, mình sẽ cho khóm vào. Khóm nó sẽ làm cho cái nước lèo trong ngọt, mà cái ngọt nó dịu lắm quý vị, nó không có như mà người ta nêm đường đâu ha. Rồi mình cho thêm bột ngũ vị hương vào. Bây giờ thì mình bắt đầu mình cho thịt vào để mình xào cho thịt nó săn lên ha quý vị. Thịt này đó thì mình sẽ nêm nước mắm nè, bột ngũ vị hương nè, tiêu nè, bột tỏi nè, củ hành mình băm nhuyễn ra, củ hành củ tỏi mình băm thiệt là nhuyễn ra, mình trộn vô. Rồi mình cho cái hương vị cái gói mà bột mà bò kho vào nữa, thì mình trộn vô mình để mình cho nó thấm đó quý vị. Rồi bây giờ xào cho nó thiệt là săn cái cục thịt lên rồi mình mới cho nước dừa vào quý vị ha. Ở đây thì có giá hẹ mình đã rửa sạch rồi. Rau thì có rau quế nè, rau ngò gai nè. Ăn bò kho thì đặc biệt rau ngò gai ha. Chanh ớt để chút xíu mình nêm nếm thêm vào. Ở đây có hành lá đã sắc nhuyễn ra rồi, với lại củ hành cũng đã sắc mỏng ra. Ở đây là những cái nguyên liệu mình ăn kèm chung với bò kho và bánh mì nè. Mà hôm nay thì nấu nước lèo nhiều chút xíu để mình ăn hủ tiếu đó. Thì hủ tiếu bò kho thì cái nước lèo nó nhiều hơn. Còn nếu mình ăn bánh mì bò kho đó thì mình sẽ nấu cái nước lèo nó sền sệt hết cái gì ha. Bây giờ thì thịt săn lại rồi, rất là thơm luôn quý vị ơi. Bây giờ mình cho nước dừa vô. Mình nấu bằng nước dừa nó sẽ ngon và nó sẽ mềm thịt ha quý vị. Mình cho nước dừa vào xong rồi mình để lửa riu riu như thế này, mình hầm cho đến lúc cái thịt bò nó mềm ha quý vị. Thịt bò nó mềm thì mình ăn với hủ tiếu thì nó mới ngon. Mình nấu bò kho mà ăn với hủ tiếu đó thì mình nấu nước lèo nhiều, còn mình nấu bò kho mình chỉ ăn với bánh mì không đó thì mình cho nước lèo nó sền sệt kẹo đó thì mình ăn nó sẽ ngon hơn ha quý vị ha. Hôm nay nhà Mio ăn với hủ tiếu có chấm bánh mì, nhưng mà mình ăn hủ tiếu thì mình cho nước lèo nó nhiều một chút. Thank you.
con của mình ơi, cho thêm một chút xíu muối nè. Mình sẽ nêm nếm lại nó quý vị ha. Sau khi mình cho nước dừa nhiều như vậy nó sệt xuống lạt hay là ngọt hay là mặn đó, thì mình sẽ nêm nếm lại thêm một tí nữa. Nồi bò kho sôi sùng sục, bốc lên cái mùi thơm thiệt là thơm luôn quý vị ơi. Mùi thơm của xả, của thơm, của ngũ vị hương, rất là thơm. Bây giờ mình sẽ cho bò viên vào ha quý vị ha. Cho bò viên vào vì thịt đã mềm rồi. Bò viên thì đã chín, mình cho vào sau cùng hết. Có bò viên ăn rất là ngon luôn quý vị. Cho thêm cái cọng hành lá vô nữa. Và bò viên cũng đã chín rồi, nó nổi lên trên. Thơm thật là thơm luôn. Ngon lắm quý vị ơi. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu cho ra một tô hủ tiếu bò kho. Trụng giá hẹ, trụng hủ tiếu. Rồi cho các loại thịt thà và rau cải lên để có được một cái tô bò kho. Đủ chưa? Mio xin mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức cái món hủ tiếu bò kho hôm nay cùng với gia đình Mio nha. Mio cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin mến chúc quý vị nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống. Xin chào. Bye bye.